Ban giám khảo chúng ta đã cân nhắc và hâm mộ các nơi trên thế giới cũng đã bỏ phiếu. Các thí sinh, đây chính là khoảnh khắc các em chờ đợi. Chúng ta đang mong đợi. Á hậu hai cho cuộc thi Hoàng Vũ năm nay thuộc về thí sinh đến từ Jamaica. Xin chúc mừng em. Và chỉ còn lại hai cô gái mà thôi, Colombia và Nam Phi. Và xin mời hai bạn sẽ tiến ra sân khấu và một trong hai bạn sẽ trở thành tân hoa hậu Hoàng Vũ năm 2017. Và các bạn sẽ phải có những trách nhiệm của mình với tư cách là một hoa hậu Hoàng Vũ. Và bây giờ thì chúng ta đã có kết quả trên tay. Tân hoa hậu Hoàng Vũ năm nay là Nam Phi. Xin mời bạn hãy bước đi những bước đi đầu tiên với cương vị hoa hậu Hoàng Vũ. Mặc dù tôi không phải là người chiến thắng. Chúng ta đã có một đêm thật tuyệt vời. Và chúng tôi cũng xin được gửi cảm ơn đến tất cả các thí sinh, ban giám khảo và những người hâm mộ tại quê nhà. Xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Yes.